Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta Sâu mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, chúng ta lại có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và đề tài của ngày hôm nay mà chúng ta thảo luận đặc biệt đó là liên quan tới những cái dự án cao tốc BOT của à, chính quyền Cộng sản Việt Nam đang tìm cách xây dựng hạ tầng cơ sở và theo đó gần như là một cái công cụ để trục lợi hút máu nhiều hơn là phục vụ cho người dân. Ok quý vị, trong cái bản tin ngày hôm nay tôi đã, tôi đã có cái bản tin của tờ VNFS là thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có gây trồng phí? Đó là câu hỏi. Và Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất thí điểm thu phí đường bộ với tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và 8 đoạn cao tốc Bắc Nam do phía nhà nước đầu tư dự và sẽ thu phí trong vòng 5 năm. Ok quý vị, đây là bản tin mà do chính cái cái gọi là Bộ Giao thông Vận tải của Cộng sản Việt Nam đưa ra. Thì dựa trên bản tin này, tôi sẽ làm một cái bài phân tích và thảo luận với quý vị về tình trạng gọi là cao tốc và phí BOT tức là lệ phí đóng BOT, quý vị để mà nói về vấn đề này có lẽ tôi phải nói ở bên ngoài trước rồi sau đó tôi mới à, tập trung vào à, cái à, tình hình xây dựng các hạ tầng cơ sở của cộng sản Việt Nam như thế nào, quý vị ở các quốc gia phát triển trên thế giới kể cả những quốc gia đã phát triển như Hoa Kỳ có những tiểu bang độc lập hoạt động và họ chỉ lệ thuộc một phần nào trong cái nguồn ngân sách của liên bang do đó nhiều khi họ không đủ kinh phí để mà có thể xây dựng thêm các đường xá cầu cống bến cảng và kể cả sân bay và vì vậy mà có những lúc thì có những tiểu bang họ thỏa thuận với một số những công ty tư nhân họ giao cái miếng đất hoặc là giao cái lộ cái đoạn đường đó cho công ty tư nhân xây dựng và công ty tư nhân được phép thu cái tiền mỗi một xe qua lại À, tức là xe mà đi qua phải đóng tiền à, ở một khoảng thời gian nào đó rồi sau đó rồi sau thì họ sẽ chuyển giao lại cho chính phủ tức là tình hình này không phải chỉ có những quốc gia đang phát triển mà kể cả những quốc gia đã phát triển như Hoa Kỳ, Âu Châu vẫn có những con đường quý vị đi là phải trả tiền nhưng mà quý vị những con đường này nó đi kèm theo những con đường chính mà chính phủ xây ra cho người dân đi thì quý vị nó nằm đi kèm và nó nằm song song với nhau tức là người dân có quyền chọn lựa đi bằng đường trả tiền hay đi bằng đường miễn phí đương nhiên sự chọn lựa sẽ khác nhau đi bằng đường trả tiền thì đương nhiên là nó bớt kẹt xe hơn còn nếu mà cái giờ cao điểm mà đi vào trong các cái đường mà miễn phí mà chính phủ xây ra thì phải chấp nhận sự kẹt xe đó là chuyện không thể tránh khỏi của một xã hội đang phát triển đã phát triển và có cái mức độ dân số ngay một đông đúc hơn thì quý vị, ở các quốc gia khác là như vậy và mục đích của các tiểu bang hay các quốc gia mà cho phép xây những cái lộ những cái xa lộ trả tiền là để phục vụ cho người dân là chính. Phục vụ tức là họ giải quyết cái nạn kẹt xe, nhưng ngân sách của chính phủ hay là chính quyền tiểu bang họ không đủ ngân sách để xây thì họ giao cho công ty tư nhân và công ty tư nhân khi mà ký cam kết, họ phải bảo đảm rất nhiều thứ. Thứ nhất là cái phẩm chất của con đường nó phải là tương đương hoặc hơn những con đường mà chính phủ xây. Tức là cái quality phải thật là cao. Cái phẩm chất nó phải thiệt là cao, tức là phải ít nhất là phải tương đương với cái tiêu chuẩn của chính phủ mà những con đường chính phủ đã xây. Còn nếu không nó phải cao hơn. Đó là điều thứ nhất là về mặt gọi là phẩm chất thứ hai là hoàn tất công trình phải đúng hạn bởi vì khi mà xây dựng như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái con đường chính mà người ta dân sử dụng hàng ngày. Do đó cái thời hạn mà họ xây dựng những con đường này là không thể trì hoãn. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc là đi làm ăn buôn bán của người dân và ảnh hưởng vấn đề giao thông rất nặng đối với người dân. Do đó những công ty nào mà thầu về những cái dự án này là điều thứ hai họ phải cam kết với chính phủ là phải đúng hạn để mà bắt đầu đi vào hoạt động. Nếu trễ một ngày họ có thể bị phạt tiền. Và có những nơi họ phạt lên cả triệu đô la mỗi một ngày. Nếu trễ một ngày là phạt 1 triệu đô la. Thì quý vị, đó là cái hình thức mà trói buộc của chính phủ khi giao cho các công ty tư nhân. Và thứ ba là cái đòi hỏi khi mà có những cái tình hình mà nó gọi là những cái giai, giai đoạn mà được xem là kẹt xe nhiều nhất. Ví dụ như là mùa lễ lộc người ta di chuyển nhiều. Thứ hai là có những cái thiên tai nhân họa mà nó ập tới thì các trạm thu tiền này sẽ phải ngưng hoạt động để dành cho người dân cái tuyến đường có thể di chuyển một cách nhanh chóng hơn. Thì quý vị, đây là những cái điều kiện tối thiểu mà các chính phủ đặt ra với những công ty tư nhân nếu như họ muốn thầu xây một cái đoạn đường nào đó được thu tiền thì nó đòi hỏi những cái điều kiện này và họ phải chấp thuận lại trường hợp ví dụ như lễ lọc nè hay là có những cái thiên tai nhân họa nè hay là có những cái vấn đề gì liên quan tới khẩn cấp nè thì tất cả những đường này không được phép thu lệ phí và có một số tiểu bang tại hoa kỳ ví dụ như ở texas đi quý vị ngay nơi mà tôi đang ở đó thì quý vị họ bắt tất cả các công ty tư nhân ngày chủ nhật là không được phép thu tiền tại vì ngày đó là cái ngày mà dành cho nhà thờ dành cho tôn giáo và các cái uh, con đường uh, được xây ra đó mà thu tiền đó là không được phép thu tiền đó là những cái quy định tùy theo tiểu bang nữa nhưng mà những cái quy định chính thì tôi vẫn nói với quý vị là ba cái yếu tố chính thứ nhất là phẩm chất thứ hai là cái uh, việc xây dựng nó phải nằm trong cái khuôn phép và không được phép trễ nải thứ ba là khi đã xây ra rồi thì uh, có những cái thiên tai nhân họa có những cái khẩn cấp tuyệt đối không được phép thu tiền và phải mở hết tất cả để cho người dân có thể di chuyển qua đó là ba cái yếu tố chính trong bất kỳ một cái dự án xa lộ ở bên mỹ chúng tôi gọi là xa lộ ở bên việt nam tôi không biết cái tại sao quý vị gọi là cao tốc à, cái chữ cộng sản như cao tốc là cái gì ok thì à, chúng tôi gọi là xa lộ thì những xa lộ này hay là những con đường trả tiền nó đều đòi hỏi những cái điều này riêng những cái thành phố đông dân và có những cây cầu mắc tiền thì phải trả tiền những cây cầu đó là chính phủ thu tiền để chăm sóc bảo trì cho những cây cầu thì quý vị đây là ví dụ như ở san francisco cái cầu golden gate hay là một số những cái cầu khác mà cái điều, điều này rất hiếm chỉ có một vài nơi có thôi còn hầu hết còn lại là quý vị không cần trả tiền tại vì chính phủ đã có cái ngân sách riêng dành cho hạ tầng cơ sở và hạ tầng cơ sở của các chính phủ dù là quốc gia đang phát triển hay là quốc gia đã phát triển nó đến từ các nguồn nguồn nào nguồn thứ nhất là cái tiền thuế của người dân đóng người dân đóng thuế trong cái tấm paycheck mỗi tháng của mình. Thứ hai là cái thuế lưu hành xe mà quý vị ra ra đường mà xe của quý vị chạy đó thì mỗi năm quý vị phải đóng thuế lưu hành cho cái bảng số xe. Thì thuế lưu hành đó bao gồm cái gì? Thứ nhất là họ lấy một phần tiền đó ra để mà chăm sóc cho tất cả những đường phố bị hư hại hoặc xây thêm đường phố cầu cống. Thứ hai là chi trả cho những nhân viên làm trong cái bộ giao thông vận tải, đặc biệt là cái cục DMV đó để mà họ phục vụ cho quý vị và thứ ba nếu có thẳng dư thì họ sẽ trích một phần cái tiền đó qua bên ngành giáo dục thì quý vị đây là cái quy định của các quốc gia đã phát triển cái tiền thuế quý vị đóng trên tấm check hàng ngày hay là cái thuế bảo lưu hành xe của quý vị đó thuế mà mỗi năm quý vị phải đóng một lần đó là cái tiền đó dùng trong mục đích là sửa chữa xây dựng đường xá chả lương cho nhân viên của bộ giao thông à, và đồng thời nếu dư ra thì cho các ban ngành khác thì quý vị rất rõ ràng tức là cái tiền xây dựng hạ tầng cơ sở này đến từ tiền thuế của quý vị đóng đó là điều thứ nhất điều thứ hai là nó đến từ sự vay mượn của chính phủ chính phủ có thể vay mượn ở những cái định chế trên thế giới để mà xây dựng hạ tầng cơ sở trong đó là imf tức là quỹ tiền tệ quốc tế thứ hai là world bank tức là Ngân hàng Thế Giới. Và thứ ba là ADP, tức là Ngân hàng Phát triển Á Châu. Đây là ba cái định chế trên thế giới. Họ sử dụng cái ngân, cái tiền của họ để mà hỗ trợ cho vay với những quốc gia đang phát triển, nghèo đói lạc hậu, giúp cho họ xây dựng các hạ tầng cơ sở. Bởi vì số tiền cho vay với cái phân lợi thấp, đôi khi có những món tiền không cần hoàn lại để giúp cho những quốc gia nghèo đói đang phát triển có thể xây dựng những hạ tầng cơ sở. Hạ tầng cơ sở là gì? Cầu cống, đường xá, bến cảng, phi trường. Thì tất cả những cái này chúng ta gọi chung nó là hạ tầng hạ tầng cơ sở. Thì quý vị, hai nguồn mà chính phủ có tiền để xây là thứ nhất là từ tiền thuế của người dân. Thứ hai là vay từ ở trong cái các cái định chế tài chính thế giới. Và khi vay như vậy, trả nợ thì họ phải sử dụng cái tiền thuế của dân để trả nợ. Thì quý vị, coi như là tôi giải thích một phần cho quý vị hiểu rõ và cái mục đích của các chính phủ dù là tiểu bang, liên bang hay những chính phủ của những quốc gia đã phát triển, mục đích của họ xây những cái đoạn đường này là tạo phúc lợi cho người dân. Tức là tránh cho người dân bớt những cái phiền nhiễu khi một cái khu vực đó đông dân quá mà đường xá thì ít, lúc nào cũng kẹt xe thì họ dùng cái này để họ hỗ trợ cho người dân. Và khi họ không đủ sức họ giao cho công ty tư nhân, cho phép công ty tư nhân được được khai thác lợi nhuận, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian và trong cái giới hạn lợi nhuận đó thôi. Không được phép thu hơn và cũng không được phép đi quá thời hạn đó. Tại vì mục đích của họ không phải là xây tường để kiếm tiền. Mục đích của họ là cung cấp cái phương tiện cho người dân được tiện lợi hơn. Thì cái này là nó gọi là hạ tầng cơ sở mà do đó quý vị hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều đi theo cái hướng này thì quý vị tương tự như vậy bây giờ tới tình hình của việt nam tương tự như vậy thì quý vị ở việt nam thì nó xây ngay trên cái quốc lộ nó xây ngay trên cái đường mà xưa nay người pháp đã xây rồi thể chế việt nam cộng hòa cũng đã xây một phần cho tất cả những cái trục lộ chính xuyên các tỉnh thành thì quý vị, nó là những cái con đường di chuyển bình thường Mà thời thời Pháp thuộc đã xây Rồi tới cái thời Việt Nam Cộng Hòa đã xây Tôi nói ở miền Nam nha, tôi không nói miền Bắc Thì quý vị, bây giờ quý vị Nó chỉ mở rộng con đường ra thêm thôi Hoặc là nó tìm cách Gọi là mở rộng đó ra xây thêm một cái len nữa Để dành để thu tiền Thì quý vị, nó trở thành một cái mối trục lợi Của những kẻ phe cánh và có làm ăn với lại và cấu kết với cái đảng viên trong bộ giao thông vận tải nói riêng và trong cái quần máy cai trị nói chung để nó trục lợi tức là trong đầu của những kẻ cai trị nó chỉ nghĩ tới vấn đề trục lợi thu tiền ở trên tất cả những cái hạ tầng cơ sở này thôi nó không có cái mục đích là phục vụ cho đời sống của dân chúng đó quý vị thấy bây giờ chính cái bộ giao thông vận tải đề xuất là sẽ thu tiền ở tám cái đoạn cao tốc nam bắc và kể cả cái đoạn mà họ gọi là cao tốc của thành phố hồ chí minh và trung lương. Ủa tiền đó đâu ra? Bây giờ đương nhiên cộng sản việt nam không vay được tiền của ba định chế tài, tài chính trên thế giới, họ phải đi vay tiền của trung quốc và nhà thầu trung quốc thầu xây những con đường này. Thì quý vị đến từ tiền thuế của quý vị tại vay nợ cũng phải trả tiền tiền lấy đâu ra trả thì là cũng là tiền thuế của quý vị rồi nhưng bây giờ nó tính tới chuyện trục lại tức là biến thành một cái nguồn thu tiền của cái chế độ cai trị thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị nó đem tất cả những cái dự án BOT và các cái dự án xây dựng những cái xa lộ mà bên quý vị gọi là cao tốc đó để nó biến thành một cái công cụ kiếm tiền chứ không phải phục vụ cho đời sống của người dân. Đó là chuyện thứ nhất mà quý vị nhìn thấy rõ. Gần như các BOT hay là các cái xa lộ nó mới xây lên là bắt đầu đặt trạm kiểm soát thu tiền. Tại vì nó nên nghĩ tới chuyện thu tiền và hút máu dân, chứ không phải là phục vụ cho người dân. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sự lem lút và gian dối của những công ty BOT. Giống như tôi đã từng trình bày với quý vị, khi mà chính phủ ký với một công ty nào ở bên ngoài, họ buộc công ty đó là phải xây với cái tiêu chuẩn bằng hoặc cao hơn cái con đường của chính phủ đã xây. Tức là phải tốn kém nhiều hơn. Thì quý vị, ngược lại trong Việt Nam nó xây một cách lem luốc. Thậm chí là cái móng nó đào rất là mỏng và nhựa đường nó đổ xuống mỏng lét à. Được một vài năm là bắt đầu bị nứt, bị bể, bị này bị kia. Và nó xây một cách vội vã để thu tiền. Chứ nó không có bỏ cái an toàn của người dân lên hàng đầu. Nó không bỏ cái an toàn của người dân lên hàng đầu. Mà nó chỉ làm cho có, cho nhanh, cho có. Để đặt trạm thu, thu phí thôi. Thì quý vị, cái tình trạng này đối với những cái trạm BOT từ Nam chí Bắc quý vị đã nhìn thấy đi được vài một vài năm là bắt đầu đường bị nứt bị lỡ, bị này bị kia là bởi vì sao quý vị nó vì trục lại nó chi ra không nhiều tiền nó mua cái thứ nguyên liệu rẻ tiền rồi nó sử dụng cái bê tông cốt sắt tầm bậy tầm bạ không đúng tiêu chuẩn để nó tiết kiệm tiền để nó thu lợi nhiều hơn cho nên quý vị những con đường nó xây ra trong khi người pháp hay là việt nam cộng hòa ngày xưa họ xây những con đường xá đó nó cả trăm năm không bị ảnh hưởng gì hết. người ta xây cả trăm năm rồi, những con đường đó bây giờ quý vị vẫn đang sử dụng ở ở sài gòn hay là các tỉnh miền tây đó. những con đường đó họ xây ra cả trăm năm, còn cái đám sau này nó xây ra được mới có một vài năm mà, là bị tùm lum vấn đề. bởi vì cái vị cái sự dối gian, cái sự dối trá ngay từ cái cơ chế chính cai trị nó dẫn xuống những tay nhà thầu và những cái kẻ là chuyên môn xây lem luốc và dối trá từ Trung Quốc. Nó tạo ra một cái nhìn thì thấy đường xá nhìn mới xây ra thì thấy đẹp lắm. Nhưng mà mới đi vào hoạt động được 1 2 năm là bắt đầu quý vị thấy là nó tan nát hết rồi. Tức là cái điều kiện tối thiểu mức an toàn của người dân nó không đặt lên hàng đầu. Do đó là chưa kể tình trạng tham nhũng của hệ thống trong bộ giao thông vận tải nữa thiếu tất cả những nguyên liệu đó, thiếu cái bê tông cốt sắt, xây mỏng hơn, xây lem luốc hơn mà nó vẫn cho qua. Nó vẫn cho thông qua, nó không hề inspect, nó không hề kiểm soát. Ở bên Mỹ này quý vị, xây một cái gì đó là có từng bộ ban ngành tới kiểm soát, đào móng xuống, nó quy định đào bao bao sâu. Và khi đào xong rồi là thanh sát nó tới nó đo. Không đúng, nó bắt đào cho đúng. Rồi nó mới thông qua Và khi nó ký giấy thông qua rồi Mới tới cái phần kế tiếp là đổ bê tông cốt sắt Và khi đổ bê tông Thì đặt cốt sắt vào đó Nó tới nó kiểm tra lần nữa Là đặt đúng theo cái quy định Bao nhiêu cách bao nhiêu inch Một cái cốt sắt Và cốt sắt là Ở mức nào nửa inch 3 phần 4 inch hay là 1 phần 4 inch Theo cái bản vẽ Họ tới họ thanh sát trước khi đổ xi măng xuống Thì khi mà họ tới họ thanh sát đúng rồi họ mới cho phép họ ký thì mới được đổ xi măng xuống. Tức là họ kiểm tra từng giai đoạn một cho tới khi cái vỏ project đó hoàn thành. Nhưng mà bên Việt Nam không có. Nó ký giấy phép xong rồi là nó cứ thả cho muốn xây gì xây. Rồi tới tới, tới cuối cùng. Xây xong rồi nó mới tới nó kiểm tra thôi. Do đó, tại sao mà cái phẩm chất từng con đường, từng cái lề đường đều lem luốc và sau vài năm là bị hư. Tại vì cái thể chế đó nó tham nhũng. Thứ nhất là nó tham nhũng. Thứ hai là cái việc giám sát đó nó không muốn nó không đặt ra những cái chế độ giám sát chặt chẽ như vậy. Cho nên mới có tình trạng mà quý vị thấy nhiều khi xây mà không có bê tông cốt sắt luôn. Nhiều khi là bê tông cốt tre. Nhiều khi gắn mớp vô luôn. Khi mà nó bắt đầu bị bể ra, bị lòi ra đó thì quý vị mới nhìn thấy rồi chưa kể quý vị những đoạn đường đó nó phải do giám sát của những kỹ sư địa chất là khu vực đó đã có bị động đất chưa đã có những cái khoáng mỏ nào đào qua có thể sẽ gây ảnh hưởng tới cái hạ tầng cơ sở ở phía dưới đất nó phải đầy đủ như vậy còn bây giờ quý vị nó chỉ lo tới việc giải phóng mặt bằng trả tiền cho những người nào làm chủ mặt bằng ở đó rồi nó, nó cắm đầu nó xây giống như một tờ giấy mà quý vị dán lên cái tay vậy đó người ta phải đào móng xuống như dưới này người ta phải đo cái đất ở dưới để người ta giữ được cái phẩm chất và giữ được cái con đường đó có thể tồn tại được cả trăm năm còn bây giờ nó giống như dán tờ giấy lên trên đây vậy đó lột tờ giấy ra là ở dưới không có mẹ gì hết chính vì vậy mà cái phẩm chất nó không có rồi quý vị nó cứ canh những cái dịp mà lễ tết là bắt đầu nó tăng cường hoạt động thu phí thu lệ phí cuối cùng là gì quý vị kẹt xe khắp nơi hết, trong khi bên mỹ ngược lại ngày lễ ngày tết là nó tháo ra hết để cho dân di chuyển, họ chỉ thu tiền ngày thường thôi, còn những cái dịp lễ tết hay là những có những cái khẩn cấp là họ tháo ra, họ không cho thu tiền. quý vị thấy chưa? tức là gì quý vị mục đích xây của nó đã khác, phẩm chất xây của nó cũng đã khác, rồi cái cách thu tiền của nó trục lợi cũng khác luôn cũng khác luôn trong khi đó cái tiền quý vị đóng thuế để làm gì quý vị đóng thuế để nuôi nguyên cái cái quần máy cai trị à rồi quần máy cai trị đó muốn làm dự án nào nó phải thâu tiền dự án đó rồi bao nhiêu tiền nó vay của IMF của ADP của World Bank đi đâu hết rồi đi đâu hết rồi bây giờ trả không được nợ đó, không được mượn thêm nợ nữa phải đi mượn nợ của Trung Quốc rồi những cái cầu mà của Úc xây của Nhật xây nó đòi thu tiền trong khi Úc Nhật cho tiền xây để cung cấp phương tiện cho người dân nó đòi thâu tiền với với danh nghĩa là bảo trì Ủa vậy mày thu tiền thuế dân làm gì thu tiền thuế hàng tháng của dân là gì từ thuế mua bán cho tới thuế lợi tức cho tới Thuế đăng bộ Tất cả đều phải đóng hết Thuế đó thu rồi để làm gì Trong khi nó lại đẻ ra cái 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 Trạm thu tiền Ở trên những cái mà người ta cho tiền nó xây Úc xây một cái Nhật xây một cái Họ không có muốn Bởi vì bây giờ họ đâu có muốn tài trợ nữa Xây được hai cái của họ ngưng luôn nó đâu có tôi xây là cho dân Việt Nam đi Các anh đặt trạm thu tiền cho nó Các anh bố láo vừa thôi Vậy tôi không cho tiền nữa Và quý vị thấy 10 năm nay rồi Có được đồng nào đâu Và cũng không phải được thêm nợ của IMF Của World Bank hay ADP nữa Là bởi vì thứ nhất Món cho vay đó Nó xài kiểu nào nó xào hết mẹ đó rồi Mà đường xá thì lem rút tùm lum Thứ hai Là cái hệ thống tham nhũng Thứ ba Là cái hệ thống trục lợi Nó trục lợi rất rõ ràng Do đó, những định chế tài chánh này và kể cả những cái quốc gia mà cung cấp cái nguồn tiền để xây dựng hạ tầng cơ sở, họ không muốn làm nữa. Họ không muốn cho nữa, họ cắt hết rồi. Và bây giờ nó không còn tiền thì phải đi vay của Trung Quốc. Mà vay của Trung Quốc, quý vị biết, nằm trong một vành đai một con đường. Thứ nhất là không thể nào một cái dự án đó xây một cái hệ thống xa lộ như vậy mà 5 năm hoàn thành. Một cái xa lộ từ Nam chí Bắc làm sao hoàn thành trong 5 năm. Nó phải ít nhất là 10 năm cho tới 30 năm mới xong. Nhưng mà món cho vay Trung Quốc chỉ có 5 năm thôi. Sau 5 năm đó là phải vay nợ khác để đáo nợ. Thì 5 năm đầu phân lời thấp. Làm sao xây kịp trong 5 năm? Cuối cùng là gì quý vị? Phải mượn món nợ khác để trả món nợ cũ. Thì mượn nợ khác phân lời nó trên trời như này. Rồi chưa kể nhà thầu Trung Quốc. Nó delay nó thầu rẻ nó đưa cái giá thầu rẻ lắm thì nó trúng thầu nó trúng thầu xong rồi nó bay tham tức là nó làm nó nó lì ra nó không hoàn tất cuối cùng cái dự án nào cái dự án ấy đều bị trễ ít trễ sớm lắm là một năm tới ba năm trễ nhiều lắm năm năm tới 15 năm năm thì quý vị nhìn thấy cái cắt linh hà đông là thấy rồi là bởi vì quý vị đám nhà thầu trung quốc nó ỷ gì mày phải mướn tao thôi Mày không mướn tao mày đâu có mượn được nợ Tại vì cái luật của Trung Quốc bắt buộc Là những món cho vay đó Phải mướn nhà thầu của Trung Quốc Rồi quý vị Những tên thầu Trung Quốc mà nó bỏ tâm á Nó thầu xong nó tự qua nó xây á Thì còn đỡ một chút Đằng này nó thầu xong rồi Nó giao lại cho thầu con của Việt Nam Mà thầu con của Việt Nam thì Nó cắt hết 20% rồi 30% rồi Để tới thầu con này Giao xuống cho thầu cháu Thầu cháu nó cắt nữa Thì tới cái thằng cuối cùng mà đi xây á còn con khúc kia ra Làm sao nó xây được đúng cái tiêu chuẩn Và khi xây xong lem luốc xong rồi đó Khánh thành xong rồi đó quý vị Khở một chút là nó đặt trạm xây Thu tiền liền Nó đặt trạm thu tiền liền Thì quý vị Tất cả những cái dự án hạ tầng cơ sở Tại Việt Nam bây giờ Nó trở thành cái công cụ hút máu Của kẻ cai trị và đó là lý do các định chế tài chính trên thế giới họ không muốn cho vay tiền. Bây giờ có trả hết nợ họ cũng không muốn cho vay thêm. Tại vì họ thấy rõ họ muốn tài trợ cho những quốc gia đã phát triển đang phát triển là có được những cái hạ tầng cơ sở này cung cấp đời sống cho người dân cao hơn, di chuyển nhanh hơn và tiện lợi hơn. Mục đích của những định chế tài chính này là như vậy. Nhưng mà tới tay Cộng sản, nó biến thành công cụ kiếm tiền nó biến thành công cụ trục lợi. Thì các định chế tài chính này lắc đầu. Nó no, tôi không cho anh vay nữa. Even anh có trả hết nợ tôi cũng không cho vay thêm. Tại vì các anh thứ nhất là tham nhũng quá nhiều, thứ hai các anh lợi dụng cái dự án hạ tầng cơ sở này để trục lợi trên xương máu của người dân. Do đó chúng tôi không cho vay nữa. Chính vì vậy mà quý vị, giờ phút này là nó phải đi vay nợ của ngân hàng trung ương của Trung Quốc và các cái dự án mà nó gọi là cao tốc thì quý vị hầu hết là trung quốc cho vay tiền mà trung quốc cho vay tiền thì thứ nhất là nhà thầu trung quốc thứ hai nó đâu có giải ngân một lần nó chi làm nhiều lần giải ngân và khi nào nghịch ý nó nó cắt một cái là ngưng hết nó cắt một cái nó cúp nó không giải ngân nữa là coi như không có tiền không có tiền coi như là nhà thầu đâu có làm việc rồi cái dự án nó cứ bị kéo dài thì đây là cái mà cái cách điều trị cái cách gọi là cai trị của đảng cộng sản và cái vị so sánh lại với những con đường ở sài gòn mà cái vị đang chạy bây giờ người ta xây cả trăm năm rồi có bị gì không người ta xây dựng cả trăm năm rồi có bị gì không trong khi những con đường mà cộng sản xây bây giờ vài năm là bị vài năm là bị nhiều khi chưa tới vài năm mới có vài tháng thôi là đã lòi ra hết rồi Là bởi vì sao quý vị? Nó xây với tính cách là hút máu. Cho nên xây cho xong để thu tiền. Nó không nghĩ tới cái vấn đề phẩm chất của con đường nó như thế nào. Xe trọng tải đi cỡ nào được. Nó đi cho loạn sàn ầu hết. Ở bên Mỹ này có quy định. Có những con đường nhỏ. Xe trọng tải lớn không được vào. Có những cây cầu bắt ngang qua cái xa lộ. Nó quy định xe đó không được đi vào. Tại vì sao? Cái cầu nó thấp hơn. Đi qua một cái là banh chiếc xe liền nó cố tình xây cái cầu thấp để cản trở những chiếc xe lớn không được đi ngang qua cái con đường đó. họ có nhiều cách để họ kiểm soát. còn bây giờ nó xây loạn sang ngầu hết. xe trọng tải lớn cũng đi con đường đó, xe trọng tải nhỏ cũng đi con đường đó. mà trọng tải lớn thì nó cái cái foundation tức là cái phần cái nền tảng ở dưới đó, nó xây mỏng như vậy nè. thì xe trọng tải lớn đi ngang chừng đôi ba lần là nó bể mẹ nó hết rồi. còn ở bên Mỹ người ta đội dày tới mức độ này. xe trọng tải lớn đi ngang bao lâu cũng không sao hết. đó là sự khác biệt. Và quý vị, giờ phút này quý vị, những cái khoe khoang của họ quý vị, tôi so lại với những cái gì người ta xây dựng trước năm 1975, nó một trời một vực. Bởi vì hai mục đích khác nhau. Mục đích của trước năm 1975 hay hiện nay ở những quốc gia mà đã nhận tài trợ của Âu Châu, Hoa Kỳ hay các định chế trên thế giới là phục vụ cho đời sống của dân chúng. Còn những kẻ cai trị nó xây ra, mục đích là trục lợi. Mục đích là hút máu. Cho nên quý vị, không thể nào có được cái phẩm chất, không thể nào có được cái uh, tiêu chuẩn mà cái vị mong muốn. Và đó chính là cái mục tiêu của kẻ cai trị nhất là trong giai đoạn này. Nó càng muốn hút máu quý vị nhiều hơn bởi vì nó cạn tiền rồi. Không còn một đồng xu nào để mà trục để mà uh, chuẩn bị trả nợ cho Trung Quốc. Và cũng không còn tiền thu nhiều về vấn đề xuất cản nữa. Bây giờ xuất khẩu lao động cũng bị cản trở luôn các quốc gia Á Châu đã bắt đầu giới hạn. Tại vì họ xem cái hình thức xuất cản lao động của Việt Nam là một hình thức buôn người hợp pháp. Họ giới hạn. Và điều này cho quý vị thấy là quý vị đang đối diện với toàn bộ sự bế tắc. Và cái đảng cai trị nó vẫn bịp bọn quý vị bằng mặt báo chí tuyên truyền. Nó chụp những cái tấm hình mà những cái, cái, cái con đường mới xây và chưa đụng thì nhìn thấy đẹp lắm. Nhưng mà sử dụng một thời gian đi Quý vị sẽ thấy rõ. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích đà, đà của chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay liên quan tới cái âm mưu là hút máu dân qua các cái dự án xây cao tốc của cái bộ giao thông vận tải để tìm cách hút nguồn tiền về cho cái chế độ cai trị. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả các đánh giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.